Kinh Tài Radio mến chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày 30 tháng 8 năm 2022 ha. Bắt đầu với cái bản tin trong nước trước thì hôm nay bên Tổng cục Thống kê họ có cái số liệu thống kê cuối tháng 8 đó, có nghĩa là số liệu của tháng 8 và 8 tháng đầu năm. Một số thông tin thì cũng không có cái gì gọi là mới hết ha, vẫn là vũ như cẩn, vẫn như cũ, nhưng mà nó chỉ có cái con số mới thôi. Ví dụ như là về thu ngân sách chẳng hạn thì đương nhiên có cái trong năm nay là cái định hướng là ngân sách là thu là sẽ phải tăng. Thì trong 8 tháng đầu năm thì thu ngân sách ước đạt là nhiều quá sao đọc được ta. 1.208.000 tỷ đồng, như vậy là đổi ra đi 1,2 triệu tỷ đồng đi, nói cho nó nhanh là 1,2 triệu tỷ đồng thì là nó tăng gần 20% so với cái cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có hai cái khoản thu mà nó nhanh nhất, đó chính là cái khoản thu mà cán về gọi là về đích sớm đó, đó chính là cái dầu thô với lại xuất nhập khẩu ha. Riêng cái dầu thô thì là hình như là mới có 5-6 tháng đầu năm thôi rồi đã hoàn thành kế hoạch rồi. Tương nhiên các bạn biết là do cái lợi thế là vừa rồi cái giá dầu nó tăng đó. Rồi bên hoạt động xuất nhập khẩu cũng vậy thôi, các cái hoạt động mình đẩy mạnh trở lại cho nên là cái thu về cái ngân sách trong cái hoạt động xuất nhập khẩu nó cũng tăng. Lũy kế 8 tháng năm 2022 thu từ xuất nhập khẩu là gần 200.000 tỷ đồng, nói chung là 99% luôn rồi. Thì trong vòng mấy tháng cuối là chắc chắn là sẽ vượt thôi ha. Thì cũng trong cái báo cáo về các cái số liệu của bên Tổng cục Thống kê thì cũng có một cái thông tin về thực hiện cái vốn đầu tư ngân sách. Thì cái này cũng là vũ như cẩn là vẫn như cũ đó. Thì là cái tiến độ mà giải ngân cái vốn đầu tư công của Việt Nam mình thì các năm nó vẫn là đều chậm hết. 8 tháng rồi mà mình chỉ có đạt được là 51% kế hoạch năm thôi. Mà như vậy là cũng đã tăng so với năm ngoái là khá hơn là gần 17% so với năm ngoái rồi. Thì cái vấn đề mà giải ngân cái vốn đầu tư công này là cái bài muôn thuở ha. Cái này biết rồi nhưng mà vẫn chưa có trị được cái gốc, cứ chậm rồi sau đó là chờ đến những cái tháng cuối năm thì phải sau đó thì giải ngân rốt ráo cho ráng cho nó nhanh cho nó xong. Ngày hôm nay thì ngày hôm qua chứ thì Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký một cái chỉ thị 13 đó về các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản. Thì trong này có cái hướng đến cái chuyện là cũng nhắc nhở các cái ngân hàng thương mại, đặc biệt là các cái ngân hàng lớn đó, trong cái chuyện mà cung cấp tín dụng cho các cái dự án bất động sản. Thì trong trường hợp này là đặc biệt là các cái thị trường bất động sản đó, thì nếu mà có siết đó thì cũng có hướng là chỉ đạo là siết một cách bất không không để bất hợp lý, có nghĩa là đấy là tùy theo vào các cái dự án như thế nào, cụ thể như thế nào, chứ không phải là cắt một cái rụp hoặc là siết một cái rụp thì siết hết. Thì cái này chắc là cũng phải đã rút cái kinh nghiệm từ cái việc mà siết cái thị trường bất động sản ở Trung Quốc ha. Khi mà làm mạnh tay quá thì nó sẽ dẫn đến có những cái bất ổn chung của cả hệ thống. Về thông tin trong nước thì ngày hôm qua thứ hai, khi mà áp dụng cái phiên T+2 đó thì cái lượng giao dịch ở thị trường chứng khoán Việt Nam của mình nó tăng vọt luôn ha. Cái giá trị giao dịch là hơn 1 tỷ đô la Mỹ, lâu lắm rồi thì mới quay lại cái này. Và ở lúc này thì thị trường chứng khoán Việt Nam của mình đó thì vẫn có những cái ở cái trạng thái là chờ là nhiều ha, chờ có nghĩa là các dòng tiền lớn vẫn chờ nhiều. Ví dụ như là cái số liệu từ FinPro cho thấy là cuối quý 2 đó, cái số lượng tiền mà các nhà đầu tư để lại các công ty chứng khoán ở vẫn mức cao. Về con số thì nó khoảng đâu là trên dưới 70.000 tỷ đồng lận. Mặc dù nó có giảm hơn so với quý 1 nhưng mà so với cái mức mà thanh khoản trung bình khoảng hiện nay đó khoảng là 19.000 tỷ đó thì nó gấp, tính ra nó gấp tới 3-4 lần đúng không? Đấy, cái thứ hai là cái giá trị margin toàn thị trường đang ở cái mức là 154.000 tỷ đồng. Cái này thì nó cũng giảm so với cái đỉnh vào quý 1 năm 2022. Nhưng mà so với cái việc mà tăng vốn chủ sở hữu các công ty chứng khoán thì tỷ lệ margin trên vốn chủ sở hữu đang chỉ ở cái mức là 80%, giảm đáng kể so với cái con số là 128% trong quý 1. Thì cái này thì khi mà margin nó giảm thì đấy cái an toàn hơn, thì cái khả năng mà sau đấy thì có thể nếu mà thị trường nóng và bull lại thì lúc đó là có thể tăng lại cái margin ha. Và một cái thông tin thứ ba trong cái thị trường đó là vẫn có cái trạng thái chờ đợi, đó là
số lượng nhà đầu tư cá nhân vẫn cái mở tài khoản mới ha, vẫn tiếp tục mở. Trong tháng 7 thì số giao dịch, số tài khoản giao dịch nhà đầu tư mới mở mới là khoảng 200.000 cái tài khoản. Đấy thì cho thấy rằng là cái quan tâm của các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với thị trường chứng khoán thì vẫn còn tiếp tục ha. Mặc dù là sau cái đợt giảm mạnh thì cũng có một số nhà đầu tư vừa mới vào cái lúc mà đỉnh đu đỉnh xong thì cảm thấy là bị thất vọng ha, và cảm thấy bị đau đớn nhiều. Nhưng mà cái đấy thì coi như là một cái học phí thôi, một cái đóng 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 học phí cho cái bài học của mình thôi. Rồi từ từ dần dần mình quen rồi mình sẽ thích nghi được với thị trường. Một cái thông tin tiếp theo về thị trường chứng khoán ở trong nước đó là cái giao dịch lô lẻ. Thì cái lô lẻ theo quy định sắp tới đây đó thì cái việc mà giao dịch lô lẻ thì nó không phải là quay về cái mức là 10 cổ phiếu như trước đây, mà nó có thể là giao dịch lô lẻ ở mức là một cổ phiếu hoặc là một cái chứng chỉ quỹ hoặc là một cái chứng quyền có đảm bảo luôn. Và về cái thời hạn giao dịch lô lẻ đó thì các phiên giao dịch là từ buổi sáng là từ 9 giờ 15 cho đến 11 giờ rưỡi ha. Còn phiên buổi chiều là có 1 tiếng rưỡi là từ 13 giờ cho đến 14 giờ 30. Đấy, còn đấy là còn đối với cái giao dịch mà thỏa thuận đó thì nó là từ 9 giờ 15 cho đến 11 giờ rưỡi, còn buổi chiều thì nó kéo dài thêm nửa tiếng, có nghĩa là từ 13 giờ cho đến 15 giờ. Như vậy là đấy là những cái phần tin trong nước mà mình điểm tin với các bạn ngày hôm nay. Chuyển sang phần tin quốc tế thì cái thông tin đầu tiên nổi bật nhất đó là về Trung Quốc. Trung Quốc thì sắp tới ngày hôm nay nè thì ông Bộ trưởng Bộ Tài chính của Trung Quốc đã công bố trên cái thông tin phương tiện, các cái phương tiện thông tin đại chúng đó, nói rằng là Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục các cái biện pháp để mà thúc đẩy cái nhu cầu chi tiêu trong nước cũng như là ổn định về việc làm cũng như là giá cả trong những cái tháng cuối năm này, để mà thúc đẩy vực dậy cái nền kinh tế của Trung Quốc. Đấy thì các bạn cũng đã biết rồi đó, trong các cái bản tin trước thì cũng đã nói rằng là ở Trung Quốc bây giờ nó ở cái thế rất là kỳ lạ, có nghĩa là kinh tế thì nó chậm lại, muốn thúc đẩy phát triển nhưng mà lại chặn cái Covid quá trời luôn. Đấy, cho nên là nó cũng tạo ra rồi. Cái thứ hai là hôm rồi là cũng siết cái thị trường bất động sản nó chặt quá và nó gây ra những cái hệ lụy. Và lúc này là phải bắt đầu là phải nới ra, phải tìm cách hỗ trợ lại. Một cái thông tin tiếp theo là về chỉ số đồng đô la thì so với đồng euro thì có ngày hôm qua có giảm một chút ha, tại vì đồng euro nó cũng hơi lấy lại một chút vị thế ở cái chỗ là các cái thông tin mà từ phía Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong cái đợt tăng lãi suất sắp tới này có thể là tăng lên mức là ở 0,75% luôn. Thì đấy, thì khi mà cái lãi suất mà nó tăng ở một cái nền kinh tế nào đó thì cái đồng tiền của nước đó thường nó sẽ phải tăng lên, bởi vì cái nhu cầu tích lũy cái đồng tiền đó hoặc là nhu cầu mà tích mua các cái loại tài sản đầu tư ở cái đồng tiền đó nó tăng lên, thì khi mà cái nhu cầu nó tăng thì giá nó sẽ tăng thôi. Quay về với lại thị trường châu Á thì sáng nay thông tin từ phía Hàn Quốc cho biết rằng là Hàn Quốc trong năm cái năm tài khoá sắp tới đó là sẽ cắt cái giảm cái ngân sách của mình. Đây là cái việc mà cắt giảm ngân sách lần đầu tiên trong 13 năm vừa qua, lần đầu tiên. Để mà cái việc mà cắt giảm ngân sách này để cho thấy rằng là để mà cùng với lại cái ngân hàng trung ương để mà giảm cái lạm phát của chính phủ Hàn Quốc, của đất nước Hàn Quốc ha, cũng như là bắt đầu giảm lại các cái gói tài trợ trong cái việc mà phục hồi nền kinh tế sau Covid. Một cái thông tin tiếp theo đó là các cái công ty công nghệ của phương Tây là bắt đầu tiếp tục cái chuỗi mà rút ra khỏi nước Nga ha. Sắp tới đây là có cái thông tin chính thức là Ericsson cũng như là Nokia đã công bố cái kế hoạch là sẽ rút lui hoàn toàn ở Nga vào ngày hôm qua. Tuần trước thì là hãng máy tính Dell của Mỹ cũng rút ha, và như vậy rằng là đấy, cùng với các cái hãng công nghệ, các cái hãng sản xuất các thiết bị vân vân thì dần dần họ rút ra khỏi Nga. Và đây là một thật sự là một cái khó khăn với Nga đó, tại vì các cái quy trình hay các cái công nghệ sản xuất này nọ thì nó, đặc biệt là các cái thiết bị công nghệ này kia thì Nga vẫn còn phụ thuộc rất là nhiều vào các cái nước phương Tây, và khi mà rút hết như thế thì cái chuỗi cung ứng rồi các cái dây chuyền sản xuất trong Nga cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Hôm trước mình đưa một cái thông tin đó, cái chẳng hạn như cái hãng xe Lada của Nga là không còn giữ cái dây chuyền sản xuất nữa, phải sa thải rất là nhiều đó, thì công nhân là phải chuyển sang cái hãng sản xuất súng AK, sản xuất cái hãng sản xuất vũ khí là Kalashnikov đó. Đấy.
Có một cái tin liên quan đến Hàn Quốc là lúc này là Hàn Quốc đang làm mạnh tay cái chuyện mà xử lý các cái vụ mà bán khống trên thị trường chứng khoán. Thời gian qua thì có những cái vụ mà sập ở bên thị trường chứng khoán Hàn Quốc đó, thì nó có liên quan đến một số cái nhà đầu tư tổ chức cũng như là một số cái ngân hàng đầu tư. Thì lúc này là các cái công ty môi giới nữa, thì lúc này là cái cơ quan quản lý nhà nước của Hàn Quốc là người ta bắt tay vào cái việc mà điều tra. Và cái công ty mà bị điều tra đầu tiên là lên danh sách đó là, như là, đúng rồi, JP Morgan, đúng rồi, đấy là điều tra đầu tiên. Và để kết thúc cái bản tin quốc tế cũng như là cái bản tin kinh tài radio ngày hôm nay, đó chính là cái về tình hình giá điện ở châu Âu ha. Rất là nhiều bạn quan tâm đến cái giá điện của châu Âu, và thường thấy ở trên mạng internet người ta đưa cái hình giá điện mà gọi là one year ahead đó, có nghĩa là giá hợp đồng tương lai đó, hợp đồng future mà 1 năm đó, thì giá nó lên đến cả ngàn đô la, 1.000 euro là một một megawatt rồi, nghĩa là 1 megawatt là 1.000 kilowatt đó. Thì tính ra là cả cả 1 đô la cho một chỉ số điện là 1 kilowatt điện thì rất là cao. Hiện nay thì cái giá ở châu Âu chẳng hạn như ở Pháp mình xài là khoảng 0,2 0,28 cent cho 1 kW điện, mà nếu mà giá như 1.000 thì nó tăng gấp 4 lần rồi, đúng không? 3 4 lần luôn. Tuy nhiên thì các bạn phải biết là cái thị trường điện thì nó là cái thị trường giao ngay, là cái thị trường chủ yếu ha. Thị trường giao ngay nó cách nhau khoảng chừng 60 phút hoặc là 30 phút, hoặc là nó có một cái hợp đồng giao, hợp đồng gọi là các hợp đồng đấu giá điện đó, chỉ trước một ngày thôi. Và hiện nay các cái hệ thống điện ở các nước phát triển thì nó đấu giá với nhau và nó bán với nhau theo cái mạng gọi là cái smart grid đó. Đấy, tại vì và nó có thể điều chỉnh cái mạng lưới điện nhanh lắm nha. Mình lúc đầu mình tìm hiểu mình thấy cũng hơi bị choáng luôn. Đấy, có nghĩa là cái lượng điện nó có thể là bật công tắc chuyển sang từ các cái nguồn khác nhau như thế nào. Một cái nhà máy điện mà giá mà nhà máy điện của ga mà nó rẻ hơn đó, thì nó bật qua cái nó xài cái ga, mà xài qua than, nói chung là cái diễn biến trên thị trường của điện nó rất là nhanh, trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì nó có thể chuyển được các cái nguồn cung cấp và các cái mức giá khác nhau. Tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận rằng là cái giá nguyên liệu và giá điện nó, năng lượng của các cái nước châu Âu đang thời gian vừa qua là đang tăng áp lực rất là lớn ha. Ví dụ như sáng nay cái công ty cung cấp điện mà đại gia của Đức đó là Uniper đó, nó cũng phải yêu cầu chính phủ Đức hỗ trợ thêm, tại vì cái lượng tiền dự trữ tiền mặt của nó giảm rất là nhanh cái thời gian qua, bởi vì cái giá điện, cái giá đầu vào, cái giá đầu vào đó, giá điện đầu vào nó tăng nhanh, hoặc là giá cái nguyên liệu đầu vào là gas nó tăng cao. Rồi, như vậy thì đấy là bản tin kinh tài radio ngày hôm nay, ngày thứ ba 30 tháng 8, đã kết thúc ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và cũng rất là mong các bạn hãy like rồi share giúp cho mình những cái này trên trên Facebook của các bạn ha. Cũng nhắc các bạn luôn là cái chia sẻ trên OnMic đó mà có trả phí của chàng ốc già ngày thứ năm này đó, vẫn còn vé nha, hình như là còn còn 30 40 vé gì đó, bán hết hơn một nửa rồi đó, nhưng mà nhanh nhanh tay lên, chứ còn không thì thôi, thì chờ đến nếu mà các bạn thích và ủng hộ thì mình sẽ làm lại, và trong tháng tới chẳng hạn, cứ 1 tháng hoặc là 2 tháng gì đó thì mình làm lại một cái chủ đề này. Nó giống như là một cái chương trình mà các bạn học vậy thôi, cái khóa học này thì hết cái khóa này đến khóa kia. Có bạn hỏi là trả cái đấy là vì sao mà phải trả cái phí, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái phí mà các bạn trả đó thì nó trả cho ba cái chuyện quan trọng như thế này nè. Thứ nhất đó là những cái kiến thức, một số cái thông tin các bạn có thể tìm hiểu được, nhưng mà mình là cái người mà tổng hợp lại giúp cho các bạn, thì các bạn tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Cái thứ hai đấy là những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình, và mình đúc kết lại từ những cái người khác, và cái hướng đấy thì các bạn có thể implement, các bạn có thể tận dụng được ha. Đấy, và cái thứ ba là mình tạo ra được một cái contact tốt với nhau, thì mình những cái mà trao đổi và chia sẻ mang tính cá nhân hơn thì mình cũng sẽ hỗ trợ hơn, nhiều hơn đối với các bạn mà đã thiết lập được một cái mối quan hệ với mình. Thì đấy là ba cái mà mình nghĩ rất là quan trọng, và nó hoàn toàn xứng đáng với lại cái chi phí mà các bạn bỏ ra ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha, và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai cũng như là trên các cái kênh khác của Chàng Ngốc Già. Mến chào các bạn.